Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCB. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829 411 281 giúp em. Thì số này có cả Zalo phục vụ anh em 24/24. Thì kẹo thì em quanh nào em sẽ gửi hàng cho anh em như vậy. Đấy, còn lưu ý bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Tin tưởng thì đặt hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Đấy, bên em thì chuyên kẹo chì. Đấy, không bán phụ kiện gì cả, chuyên kẹo và chuyên khuôn thôi. Anh em cần tư vấn gì thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên video giúp em. Đấy, bỏ ra 1-2 phút xem hết video. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu luôn cho anh em một số cái dòng lấm giá rẻ phục vụ anh em, hàng lấm giá rẻ phục vụ anh em. Thì thứ nhất là hàng lấm thì có hàng ngắn và hàng dài tùy theo mức độ sử dụng của anh em. Thì lấm thì hàng ngắn nhất bên em hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký là em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì đều đẹp chất lượng không viên. Ổn định 10 viên như một luôn. Đấy, đều đẹp chất lượng. Anh em nhìn thấy anh em biết hàng đảm bảo chuẩn không viên. Đấy, đảm bảo chuẩn không viên anh em nhé. Loại này thì bắn với cự ly là 450m thôi, xa hơn tùy thuộc theo cảnh của anh em sử dụng. Đấy, xa hơn tùy thuộc theo cảnh nha anh em nhé. Anh em nhìn thấy anh em biết. Đấy, còn đấy là hàng ngắn, hàng rẻ nhất. Còn nếu mà hàng tầm trung, tầm 400-450 một ký thì nên anh em nên dùng loại hàng hộp vàng này. Đấy, hàng hộp vàng loại này thì loại này chất lượng cực kỳ êm luôn, bắn cự ly tầm 70-80m là quá ổn. Đấy, cự ly loại này thì không phải chê được. Đấy, còn cái chất lượng kẹo thì như trên quảng cáo, quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như vậy. Đấy, đây là hàng ngắn. Ngắn này thì đóng máy 100% đóng máy. Đấy, hoàng hộp vàng rất chi đẹp, nét căng luôn, không chả khác gì hàng nhập. Còn nếu mà anh em không muốn mua hàng ngắn, có thể dùng trải nghiệm một hạn số cái dòng dài. Hàng váy dài bên nhà em thì hiện tại loại này thì chuẩn bao chuẩn cho anh em tầm 90m. Đấy, nhưng mà loại này thì hơi kén cành một tí, độ ổn định nó hơi kén cành một tí, nhưng mà chơi thì cũng cực kỳ êm, cực kỳ ok luôn cho anh em. Loại này thì chất lượng thì không phải nghĩ, không kén loại cành, nói chung là kén cành có cái cành, nhưng mà cành Việt Nam kéo treo chơi được hết. Tất cả cành Việt Nam kéo chơi được hết. Đấy, loại này thì đảm bảo ổn định chuẩn chỉ luôn cho anh em, 10 viên như một. Đấy, và thứ hai em giới thiệu luôn cho anh em hàng 635 có hàng ngắn và hàng dài. Đấy, hiện tại em đang quay cho anh em hàng ngắn. Loại này thì ổn định với anh em cự ly 70-80m tùy theo cành, tất cả là váy 2 tầng mà không viên. Chơi loại này thì cực kỳ êm, cực kỳ ổn định luôn. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng thì trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Đấy, còn nhớ với anh em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì đặt hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.